giới thiệu với mọi người, đây là cưa sắt model là 0786-0002 của hãng Matador, sản xuất tại Đức. Mình sẽ mở ra và giới thiệu từng bộ phận của cái cưa này cho mọi người xem. Đây là cái lưỡi cưa riêng. Khung cưa thì thiết kế bằng hợp kim nhôm cho nên là rất là nhẹ. Lõi của khung thì bằng thép. Đây, cái khung cưa thì được thiết kế bằng hợp kim nhôm. Mọi người nhìn thấy. Đây là hợp kim nhôm. Đây là tay cầm. Tay cầm thì bằng nhựa. Còn cái khung thì là bằng hợp kim nhôm. Cái lõi của khung cưa thì là bằng thép. Ở đây là cái chốt khóa lưỡi cưa. Cái chốt bên này cũng là khóa, chốt khóa lưỡi cưa. Cái chốt này thì rất là chắc chắn, chịu lực kéo đến 100 kg. Khung cưa và lưỡi cưa thì chịu được góc nặng, góc vặn xoáy tới 55 độ. Chiều dài tổng thể của cưa là 440 mm. Khung cưa có chiều cao, chiều cao của cái khung cưa này là 14 mm. Trọng lượng của cái cưa này chưa bao gồm cái lưỡi là 750 g. Trong quá trình sử dụng thì cái lưỡi cưa nó có thể bị gãy hoặc là bị mòn cái lưỡi, thì chúng ta có thể mua thêm cái lưỡi cưa dự phòng là model 0786-0003. Đây là lưỡi cưa dự phòng, chúng ta có thể mua thêm.